Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 28 tháng 3 thứ hai đầu tuần. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật nhiều thành công trong cái công việc cũng như là trong cái cuộc sống. Thì bữa nay là có 17 bé chè đất non trống chim hiện tại thì đang đang mớm ăn đây. Đó. Đang mớm ăn nha. Tất cả là 17 than đất trống thì than đất non trống như thế này nè, giá là 220k nha mọi người nha. Đây. Rất đẹp nè. Chim này thì cái size này là đã lên cầu rồi nè, chuẩn bị đập bay đây nữa nè. Chim trống là can để ý ha, chim trống thì cái tách trắng của nó rất là nhiều ha, còn chim mái thì thỉnh thoảng nó cũng có chim mái cũng có tách trắng nhưng mà nó không có nhiều. Đây là chim mái nè, 2 3 4 ha. Đó thì bữa nay có tổng cộng như vậy là 17 than đất trống thì đều đồng giá, chim trống là 220k. Chim mái thì em sẽ tặng. Rồi bữa nay là cũng không có nhiều chim ha. Thì bây giờ em giới thiệu với tất cả mọi người. Bữa nay có 3 chòe lửa trống đuôi trên 18. Thì đây là bé này là đuôi 18.7. Bị so le xíu nhưng mà chim này thì hót rất là nhiều ha. Đây bé đầu tiên ha. Bé số 1, chuồng số 1 nè. Rồi bên này là chuồng số 2. 18 18 hơn xíu. Đó. Giá cũng là 400k luôn nha. Bên này là 18 năm hay sao nè. Cũng đồng giá là 400k luôn nha. Đó, thì bữa nay là có 3 bé chè lửa thôi, chuồng số 1, số 2, số 3, có 3 chuồng. Và 17 than đất trống thôi. Rồi, anh em nào mua gì thì nhớ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại giúp em nha. Cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ em để bên cái góc dưới màn hình. Bữa nay không có nhiều chim cho nên là review quay cho nó nhanh nhanh. Rồi cái event ngày hôm nay tiếp tục cho các anh là các anh chịu khó đoán giúp em ba cái số cuối của giải giải đặc biệt đài xổ số đài chính ngày hôm nay nha, ngày thứ hai, và cái bình luận sẽ kết thúc vào lúc 16:30. Và cái bình luận được hợp lệ, cái bình luận hợp lệ có nghĩa là cái bình luận không có chỉnh sửa ha. Thì anh em nào mà lỡ bình luận rồi thì thôi, đừng có lỡ bình luận mà có sai á, thì cứ để đó, đừng 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 có sửa, đừng có xóa gì hết đó, bình luận trong một cái bình luận mới chứ đừng có sửa nha. Anh em nào mà có sửa bình luận thì sẽ không có trúng giải. Đó thì anh em chọn giúp em ba cái số ngẫu nhiên của đài xổ số chiều nay. Đó, ba số cuối của giải đặc biệt. Rồi, bye bye và xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật nhiều niềm vui cũng như là thành công trong cái ngày mới. Bye bye và xin chào hẹn gặp lại.